Rồi, xin chào đại gia đình, xin chào quý khán giả, các anh chị yêu hoa hồng và hâm mộ về hoa hồng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị cách làm như thế nào để cho cây hoa hồng của các anh chị nở đúng vào dịp Tết năm 2020. Năm 2020 của chúng ta đó là năm Canh Tý 2020 nha anh chị. Thì các anh chị hãy chuẩn bị cho các anh chị những chậu hoa hồng cho nó thật là rực rỡ. Các anh chị hãy chọn những loại như là hoa màu đỏ, là màu vàng, màu cam để mình trưng cho nó đẹp. À, và chọn những cái chậu cho nó đẹp để khi mình trang trí trong nhà hay ngày ngoài hiên hay là ban công cho nó đẹp. Thì làm như thế nào, cắt tỉa như thế nào, bón phân như thế nào thì ngày mai tôi sẽ chia sẻ. Đây anh chị ạ. Tôi sẽ chia sẻ cách như thế nào để cây hoa hồng nở đúng vào dịp Tết. Thì đây anh chị, cây hoa hồng của chúng ta nó có chu kỳ sinh trưởng và nở hoa trong vòng khoảng 30 cho đến 35 ngày, và tùy loại hoa, tùy giống hoa đó. Do đó là các anh chị ở khu vực phía Bắc sẽ cắt tỉa trong vòng từ ngày mùng 9 âm lịch tháng 11 cho đến ngày 12 tháng 11 âm lịch. Đây anh chị, khu vực phía Bắc lạnh, trời lạnh đó. Do đó là chúng ta sẽ cắt tỉa và bón phân cho cây trong những ngày này. Khu vực ở phía Nam chúng ta sẽ cắt tỉa vào ngày 21 thứ bảy âm lịch, là ngày 26 tháng 11 âm lịch cho đến ngày 30 tháng 11 âm lịch. Đó, anh chị thấy rất rõ nha. Đây là khu vực Nam Bộ, đây là khu vực Bắc Bộ, chúng ta cắt tỉa vào những ngày này. Khu vực Bắc Bộ thì là ngày lập hoa là khoảng rơi vào khoảng 45 đến 50 ngày, khu vực Nam Bộ là khoảng 30 đến 35 ngày. Đó, thì tôi có chia ra là đây là khu vực Sài Gòn và Nam Bộ nha anh chị. Những loại hoa đây này, đó. Hải Phòng, Sa Pa, Vân Khôi thì trong vòng 30 đến 35 ngày. Các loại hồng ngoại có loại chỉ có 25 ngày, có loại 28 ngày và có loại tới 30 đến 33 ngày. Thì các anh chị hãy xem và ước lượng cho cái loại hoa của anh chị dùng vào loại nào để mình cắt tỉa và bón phân cho nó đúng vào dịp Tết năm Canh Tý 2020. Anh chị xem cái bảng này nha. Đây chỉ là tương đối thôi chứ còn nó cũng không thể chính xác 100% được. Nhưng mà hoa hồng thì nó nở rất là dài, do đó là các anh chị làm đúng theo tôi thì chắc chắn nó sẽ nở đúng vào dịp Tết. Rồi, thì việc đầu tiên là các anh chị cắt tỉa cái cây hoa hồng. Tôi làm ví dụ một vài cây thôi anh chị. Ví dụ cây đây là cây hoa hồng cổ Trung Quốc này. Hoa hồng cổ Trung Quốc này sẽ nở trong vòng 30 ngày. Mình đi cắt tỉa đi, cắt cho nó gọn đi này anh chị, cắt luôn. Vì đây là tôi làm mẫu cho ra hoa rất, vẫn còn rất là đẹp, nhưng mình cắt 1, 2, 3. Không nhất thiết phải 3 lách lá, mình cắt làm sao để cho cái tán lá nó tròn đều đẹp. Thì ở những cái nách này là sẽ mập mầm ra này. Thì trong vòng 30 ngày nữa thì sẽ có hoa. Đấy. Các nụ mình cắt luôn. Cắt tỉa những cành tăm, những cành không cần thiết cắt bỏ. Đó. Đó là cây này, là cây cổ Hải Phòng mình vừa cắt tỉa xong nha anh chị. Những cành tăm mình cắt luôn. Rồi, cái cây này là cây La Phong anh chị. La Phong này lập hoa trong vòng có 20 đến 25 ngày thôi. Tán rất đều tròn, mình cắt tỉa đi, nó hết hoa là cắt tỉa đi. Khi anh chị cắt tỉa đi thì những các hoa này anh chị bỏ vào trong bao xốp đem đi tiêu hủy. Vì ở trong đây thì nhiều khi mình vẫn còn những mầm bệnh, bỏ trĩ nhện đỏ, nó còn nằm ở trong đây. Cây của mình thì không có đâu, nhưng mà cây của anh chị chăm sóc không tốt thì chắc chắn là sẽ có bỏ trĩ nhện đỏ, nó phá dữ dàng lắm, phá dã man lắm anh chị. Mình cắt tỉa cho cái tán lá cho tròn đều, tròn đều ha. Đấy, đây là cây La Phong. La Phong lập hoa rất nhanh, trong vòng có 20 đến 25 ngày ở Sài Gòn đã lập hoa.
2 cây. Sẵn đây tôi làm mẫu luôn anh chị luôn. Đây là cây Moncua, tôi cắt tỉa luôn cho anh chị xem. Đây này, đang rất là nhiều hoa nhưng mình vẫn cắt tỉa. Thì mình cắt tỉa gọn gàng đi thì từ những các lách lá này nó sẽ đâm chồi ra. Bông cua này lập hoa trong vòng 30 ngày, 30 ngày sẽ có hoa. Cắt tỉa cho nó tròn đều tán. Và nó sẽ ra hoa mới anh chị ạ. Ngay sau khi chúng ta cắt tỉa, chúng ta phải bổ sung phân cho cây. Bổ sung phân cho cây. Bổ sung phân cho cây nha anh chị. Đây tôi cũng cắt tỉa sơ đây, tại vì làm video mà làm dài quá mà mọi người coi thấy rất mệt, cho nên tôi làm đơn giản. Bổ sung phân cho cây luôn nha anh chị nha. Mình xới đất lên. Trong giai đoạn này mình không nên thay đất. Vì là mình thay đất ở thời điểm này thì cây sẽ hồi phục chậm. Và do đó chúng ta sẽ tính là sẽ sai, cây sẽ hoa sẽ không nở đúng vào dịp Tết theo như chúng ta làm. Đó, thì mình xới đất sơ lên. Xới đất sơ lên. Đấy. Và bổ sung phân. Như những bài trước tôi đã hướng dẫn anh chị rồi. Qua một chu kỳ hoa là 30 ngày ta lại xới đất và bổ sung phân NPK nè. 20-20-15 cho khoảng một thìa cà phê thôi, một thìa cà phê NPK đầu trâu 20-20-15 để cho nó bật mầm và bộ rễ khỏe, nó ra mầm mới thì sẽ có hoa mới. Và bổ sung phân dê, phân anh chị có loại gì dùng loại đó. Như đây mình cho phân dê là phân dê khoảng 3 thìa ăn cơm thôi anh chị nha, 3 thìa ăn cơm. 3 thìa ăn cơm phân dê. Rồi. Xong đâu đó là giá thể trộn sẵn rồi, trong bài giá thể anh chị xem bài giá thể nha, tôi bổ sung thêm ít đất vào thôi. Đấy. Còn cây này thì là mình sẽ bổ sung. Mình bổ sung cái này là phân gì qua này, phân trùng quế. Trùng quế cho nhiều được nha anh chị. Trùng quế có thể pha và trộn với đất 20-30%, cho đó trùng quế mới cho nhiều được. Trùng quế đó mình bổ sung vào. Xong nha anh chị. Tức là mình cắt tỉa, cắt tỉa cây và bổ sung phân cho cây. Đó. Thì trong vòng 2 ngày sau các anh chị hãy tưới Antonic. Antonic theo nhà sản xuất để kích thích cây phát triển và mọc mầm và cho bộ rễ nó khỏe theo nhà sản xuất anh chị nha. Một gói như thế này là pha với 16 lít nước. Đó. Và ngay sau đó là chúng ta phải phòng bệnh cho cây nha anh chị. Phải liên tục phòng bệnh cho cây để cây không bị bọ trĩ, không bị nhện đỏ. Ta dùng Nativo phòng trị nấm vàng lá, đốm lá và Petsil trị nhện đỏ, bọ trĩ và các loại nấm bệnh khác và các loại sâu bệnh. Petsil ta pha chung loại với nhau và ta phòng bệnh cho cây luôn. Xong sau đó là 2 tuần sau ta lại phòng bệnh cho cây. Đó. Đến khi khoảng 2 tuần sau thì là cây nó sẽ bật mầm. 2 tuần sau cây nó sẽ bật mầm đỏ rất là đẹp. Ví dụ như 2 tuần sau á, là cây nó sẽ bật mầm như thế này nè. Nó bật mầm như thế này thì là nhờ sẽ có những các nụ nó sẽ đóng rồi. Chúng ta bổ sung phân dơi để cho cái cây nó hoa nó nở đều đẹp, hoa to và thắm màu. Bổ sung phân dơi, cái phân dơi này thì là 2 tuần sau là mình cho khoảng 2 thìa ăn cơm nha. Xong đâu đó ta lại phòng bệnh một lần nữa, tức là chu kỳ 30 ngày của cây hoa hồng ta phòng bệnh 2 lần. 2 tuần ta phòng bệnh một lần và thay đổi thuốc. Các anh chị có thể sử dụng các loại thuốc tương tự, không nhất thiết phải giống của tôi, tức là thuốc vàng lá, đốm lá, bọ trĩ, nhện đỏ, mình pha chung vào để mình phòng bệnh cho cây luôn. Đó,
thì chắc chắn là anh chị sẽ khoảng 30 ngày sau là chắc chắn những cây của anh chị sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết nha anh chị nha. Tôi nhắc lại là các anh chị ở phía Bắc thì sẽ cắt tỉa cây từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 dương lịch, âm lịch là ngày 9 đến ngày 12 âm lịch của tháng 11. Các anh chị ở phía Nam thì cắt tỉa trễ hơn từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12 dương lịch, âm lịch tức là từ ngày 26 tháng 11 âm lịch cho đến ngày 30 tháng 11 âm lịch. Các anh chị ở Sài Gòn, tôi sẽ làm một bài riêng về Sài Gòn tới ngày khoảng ngày Chủ nhật tôi sẽ làm nha anh chị. Đó, do đó là anh chị hãy chuẩn bị cho mình những chậu hoa hồng đẹp, những cái chậu đẹp, những chậu màu sặc sỡ để mình chuẩn bị đón Tết Canh Tí năm 2020. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và xem cái bài của chúng tôi. Thì là các anh chị thấy bài của chúng tôi có hiệu quả hay thì hãy đăng ký kênh Artist Dương Ngọc Sơn. Xin cảm ơn mọi người lắng nghe. Xin chào.